Hi, xin chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở chính xác của bên tổng chức. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video là đường đi từ phía đất chính xác của bên đến là trường Nhân Văn như nào đó, để cho những bạn sinh viên mà mới vô á, hoặc là lần đầu mình đi đến trường á, mình không bị bỡ ngỡ khi mà đi. Ok, bây giờ mình hãy cùng mình đi đến trường Nhân Văn nha. Đi đến trường Nhân Văn thì xe buýt cũng được, nhưng mà là phải mất 2 tiếng mà mình đi bộ đó. Nhớ là vậy. Như là phải lấy xe buýt máy đó rồi tới ngay chỗ trạm qua đó, rồi mình phải lấy bộ qua. Cho nên là nhiều bạn ở khu B là thường lấy xe công nghệ đi, hoặc là có xe máy thì tự đi. Để coi cái video của mình để mọi người coi cái như thế nào nha. Qua những bang như này là gần nhất rồi các bạn. Video này thì qua điện chơi cho nên là mình sẽ không cắt ghép những thứ gì cả, còn mình sẽ quay trực tiếp. Các bạn đi qua từ phía Tắc Quê thì sẽ gặp một vị đại quý của trường, đó là trung tâm trại pháp. Mình nói ra những điều này để các bạn có thể xác nhận là chắc chắn là mình sẽ đi đúng đường. Rồi mình đi ra qua một cái khu gọi là cây cối xanh um tùm, đó là khu vực cấm vào. Wow, đó thật sự từ hỏng quá. Để cho hồi trường từ sinh viên mình đâu có biết đưa đường gì đâu các bạn. Hồi lúc vừa đó giống một tờ này. Đó, các bạn đi không? Các bạn sẽ thấy một tòa trước. Tòa đó là chỗ nhà khách đại quốc gia. Gần đó sẽ có những cái quán trà sữa rồi đó. Các bạn sẽ lấy nó làm dấu hiệu nhận biết. Chắc chắn là mình sẽ được và không được lạc. Các bạn sẽ chạy thẳng rồi. Cái nào quanh thì mình sẽ nói. Bạn đi á, là để cái đường nó tóc nha, chạy cương cương rồi tay lái còn không cũng đó là dễ đi lắm á, rất là những bạn nữ nè. Này giờ đó, các bạn sẽ thấy một cái ngã tả không, một cái ngã ba, bây giờ các bạn sẽ ngã bên tay phải. Nói chung là từ cái chỗ xá các bạn cứ chạy thẳng luôn, khi nào mà gặp ngã ba là bên tay phải và nó sẽ lên dốc, và cái con đường này nó sẽ bao quanh cái hồ đá nè. Đó, bạn thấy hồ đá cái hàng rào không? Chứ sao hàng rào nó chính là hồ đá thì nó ngang lại rẽ phải và lên dốc. Nếu mà các bạn đi là nhớ xin nhan đồng hồn nha. Vẫn còn đi tránh công an nữa. Các bạn đừng nghĩ là công an không bao giờ chạy được ngày. Lâu lâu rồi nó nổi điên rồi nó chạy mà là bắt thì đúng đó. Đó, rồi bây giờ tới ngã tư đúng không? Còn chạy thẳng luôn. Chạy thẳng là nói chung á, nếu các bạn chạy phải qua bên kia là nó sẽ ra đường Vĩnh Long, còn bên trái là ra cái dốc mà của thực tế, còn cái này chạy thẳng luôn. Đây là con đường gần nhất. Chạy thẳng vào á, để mà sẽ đi ngang qua bên hông á, của cái trường quốc tế, cái chỗ mà có cái cà phê này, quán Zero, cà phê Zero, The Zero Coffee đó. Thì thẳng mình băng qua đúng không? Bây giờ tới đây, cái chỗ trung tâm này, thẳng qua luôn. Đó, đây đúng không? Bây giờ thẳng qua luôn. Rồi mình sẽ vào bạt qua. Khu này trước là trời đêm mới giờ đẹp rồi. Cái tối điều này khá là biết số luôn.
ơi, các bạn chú ý cái này nè. Bây giờ tới đây là còn rẽ trái nha, rẽ phải rồi các bạn qua bên phần đường riêng, còn đây còn rẽ trái nha. Đó, theo cái đường xe buýt người ta hay chạy. Rồi thì mình xin kết thúc video đây. Thì rất mong là video này nó sẽ giúp những bạn mà mới vào và lần đầu đi xe máy hoặc xe đạp đó, đi từ cái tuyến đường B mình có thể đi theo con đường nha. Rồi xin chào mọi người, nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và share video và đăng ký kênh của mình nha. Ok, xin chào mọi người.